ông già Noel có vợ hay không? Vợ của ông già Noel lần đầu tiên được nhắc tới trong cuốn truyện ngắn mang tên Huyền thoại Giáng sinh và được xuất bản vào năm 1849. Tác giả của cuốn truyện đó là James Reed, một nhà truyền giáo cơ đốc ở Philadelphia, Mỹ. Trong truyện, tên đầy đủ của vợ ông già Noel là Jessica Mary Cloud. Tên đó được đặt theo tên mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Mary. Ngoài truyện, bộ phim đầu tiên có hình ảnh bà già Noel, vợ của ông già Noel, là bộ phim Santa Claus chinh phục người sao hỏa năm 1964. Tuy nhiên, đến nay, vợ của ông già Noel chỉ xuất hiện trong những tác phẩm hư cấu và hình ảnh về bà già Noel vẫn là hình ảnh vô cùng hiếm gặp trong dịp Giáng sinh.